Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mọi người, tôi là Phong Cận, là một học sinh nghèo. Và để có thể cứu được cha tôi đã làm một việc có lỗi với mọi người. Tôi xin lỗi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft để bạn ơi. Có rất là nhiều bạn đã ám ảnh với cái câu chào này của mình rồi. Có bạn nào ám ảnh hay không, hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Mình chào riết với bạn quen luôn mà. Ok bạn ơi, thì ngày hôm nay này thì đã có rất là nhiều những bạn fan kêu mình là: anh Phong ơi, chị Sam đã gọi là xây nhà, gọi là nhà an toàn, chống gọi là bà Granny nè, chống con Cartoon Cat nè. Thì bây giờ anh hãy gọi là xây nhà để chống lại một con quái vật gì đó đi. Rồi sau đó mình suy nghĩ rất là nhiều luôn, mà không biết là sẽ xây nhà chống quái vật gì. Mà sáng nay mấy bạn thấy không, Simi Yandere đã xuất hiện mọi người à. Chính vì như vậy cho nên mình nghĩ bắt đầu, tại sao mình lại không xây bẫy chống Simi Yandere ta, hợp lý không? Thì chính vì như vậy cho nên ngày hôm nay nè, bạn thấy không, đây chính là ngôi nhà của mình nè. Ngôi nhà của mình ở trong làng Hero Team nè. Ở bên kia là Gaming House nè các bạn. Đấy, thì mấy bạn thấy xung quanh nhà mình có gì lạ không? Đó, bình thường nhà của mình nha, là kế bên đây sẽ là nhà của Sammy nè, còn bên này sẽ là nhà của Kyron. Nhưng mà mình bởi vì đã xây nhà an toàn cho nên mình quyết định là mình đã bọc ngôi nhà của mình lại bằng cái khối hắc diện thạch mấy bạn ơi. Khối hắc diện thạch này là không thể nào mà đập ra được luôn, đó rất là cứng luôn nha các bạn nha. Đấy. Thì ông cần đầu tư dữ gì ông vậy? Trời ơi trời, Simi Giang đây bỗng chơi lắc hắc diện thạch luôn. Trời ơi, tất nhiên rồi, bởi vì Simi Yandere rất là nguy hiểm chứ không phải là bình thường giống như mấy con quái vật mà bà hay chống lại đâu. Simi Yandere gọi là có rất nhiều gọi là những cái người ta gọi cái gì nhỉ? Phép thuật đặc biệt luôn á. Đó, chính là như vậy cho nên hôm nay nè, tôi đã chuẩn bị ở đây quay cho coi nè. Đầu tiên nha, phải nói đến đó chính là cái bẫy xương rồng. Đây, thì mình đã chuẩn bị cho mình nguyên một cái hàng bẫy xương rồng. Cái bẫy này tôi nhớ là dành cho con nít luôn ông nọ. Nghĩ sao Simi Yandere khạc lửa cái là xong mấy cái này luôn á sao? Ờ vậy hả? Dành cho con nít hả? Vậy bà bước cho thử đi. Bà bước cho thử coi có dành cho con nít không? Bước cho thử đi. Trời ơi, cái bẫy người ta, cái bẫy gai xương rồng đụng vô cái là mất máu liền mà kêu bẫy dành cho con nít. Trời ơi. Đó, con nít đó đi vô thử đi. Trời ơi. Vô thử đi. Bây giờ tôi cả là cái bẫy này thế nào Simi Yandere cũng vượt qua cho mà xem. Tôi cả luôn á, giống cả không? Ok, được. Ok. Đồng ý là cái việc là Simi Yandere có thể vượt qua được cái bẫy đi. Nhưng mà tôi đâu có phải là xây một cái bẫy không đâu. Tôi xây rất là nhiều cái bẫy luôn, chứ phải là một cái, bạn hiểu không? Ở đây nữa nè. Trời. Qua đây. Đâu? Bây giờ nha, rồi. Ví dụ bây giờ nha, Simi Yandere đã vượt qua được cái bẫy xương rồng của tôi đi. Sau đó Simi Yandere vô tới tận đây đi ha. Thì chúng ta sẽ đến với cái bẫy tiếp theo. Sammy đứng ở bên đó đi. Ủa đứng đâu? Ủa đứng đây có gì đâu? Ờ, làm sao? Nha. Tiếp. Rồi. Ủa gì vậy? Ôi! Ghê không? Gì vậy? Đây, ui, xin giới thiệu với Sammy. Đây ông hại tôi luôn, xếp rồi tôi bị bay màu luôn ông nội vậy, đứng sát dễ sợ. Thì đó, tôi kêu Sammy đứng ở đây thôi, chứ Sammy mà lùi xuống xíu nữa là cái đè đầu Sammy. Đó, ghê thì bây giờ nha, đây chính là cái bẫy tiếp theo của tôi, chính là cái bẫy hàng rào đe. Đó, những cái đe này á, nó sẽ rơi từ trên trời xuống và sau đó nó sẽ chặn đường của Simi Yandere lại. Simi Yandere sẽ không thể nào qua được. Đó, còn nếu như mà Simi Yandere mà trúng mấy cái đe này cái là vỡ đầu luôn, hiểu không? Ừ ha, giờ một công đối chuyện luôn, vừa trúng mà còn vừa tiêu diệt luôn hay vậy? Đúng vậy, đúng vậy. Và nếu như mà Simi Yandere vượt qua được cái bẫy này của tôi thì sao? Thì sao? Thì sao? Không thua chắc rồi sao? Chắc chứ sao giờ còn không mấy vậy đâu? Không thể thua được, không thể thua được. Bà nghĩ sao vậy? Tôi đâu có nước giống như bà đâu. Tôi vẫn còn một cái bẫy nữa. Qua đây. Bây giờ qua đây. Rồi. Sammy, ví dụ giờ Sammy là Simi Yandere đi, Sam từ bên kia chạy qua đây đi. Ok. Rồi. Tôi đã thoát ra cái bẫy rồi. Ta tới đây ta ăn thịt mấy người. Rồi chạy qua, chạy qua, chạy qua. Ê! Xin giới thiệu với Sam, đây chính là bẫy gọi là gì ta, bẫy creeper khổng lồ. Mấy con quỷ creeper. Hỏi không? Nó cắn kìa, đâu chưa? Đó, sợ chưa? Trời ơi, quên. Để tới đi. Rồi để tới. Ok, tiếp. Rồi. Tôi còn một tim rưỡi ông nội. Sẽ chết luôn á. Trời ơi, thì cái bẫy này vậy tôi mới nói là cái bẫy nguy hiểm đó, thấy không? Đấy. Nếu như mà Simi Yandere mà đi qua đây chắc chắn là sẽ bị rơi xuống cái bẫy tiếp theo này của tôi. Rồi ok. Thì ví dụ như Simi Yandere vẫn vượt qua được cái bẫy này thì sao?
thì sao? Ủa, còn 7 luôn hả? Dữ vậy? Đúng rồi. Nếu như mà Simi Yanare có thể vượt qua được 3 cái 7 được của tôi thì sao? Thì ở bên đây tôi đã chuẩn bị thêm một thứ nữa. Qua đây. Đen 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 đen. Tôi đã chuẩn bị ở đây cho tôi với bà hai bộ giáp siêu nhân để chúng ta chiến đấu với Simi Yanare. Ghê không? Ui, xịn vô đây coi coi. Ui, bộ đồ màu xám của tôi nè. Ui, đẹp quá à. Ngầu chưa, ngầu chưa. Trời ơi, Simi Yanare dù có mạnh đến cỡ nào cũng không thể nào chống lại với bộ đồ siêu nhân của tôi được. Tôi sẽ mặc bộ đồ để đánh nhau với Simi Yanare. Đó. Ai, xịn rồi, quá. Rồi, ví dụ như mà Simi Yanare vẫn đánh lại một mình thì sao? Thì sao? Ừ, thì chịu chứ sao giờ. Thua rồi chứ sao giờ. Tất nhiên là không thể nào chịu được. Chúng ta phải có đến món tiếp theo. Đây, tôi cho bà xem. À, đâu, món gì bên dưới này. Tên lửa biết bay. Hơi. Wow. Ghê chưa? Đây sẽ là một cái tên lửa có thể giúp cho tôi với bà bay được lên trên trời. Lúc đó chúng ta có thể trốn được Simi Yanare. Hợp lý chưa? Rồi ok ok, ít nhất phải có cái gọi là cái đường sơ cua để mình bay chạy đúng không? Trời, đúng rồi đó, coi tôi bay nè, tôi bay tuốt ra bên ngoài đây cũng được nè. Ấy ghê không? Ghê không? Ghê không? Cực kỳ xịn luôn. Bay lên cũng chăng được không vậy? Ây da. Ủa? Đó mấy bạn ơi, vừa rồi chính là những cái bẫy của mình và những cái món vũ khí mình sử dụng để chống lại Simi Yandere. Mấy bạn thấy có như thế nào, có hay không? Thì nhớ hãy bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha. À mà khoan, mình vẫn còn có một cái bẫy bí mật nữa mà mình chưa cho các bạn biết đâu. Một tí nữa mình sẽ cho các bạn biết sau nha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chống lại Simi Yandere thôi nào. Let's go. Let's go, let's go. Ai, rồi ok bạn ơi. Và hiện tại thì mình đang ở đây để chờ bà Simi Yanare. Bà tới để bà đánh bọn mình nè bạn. Bởi vì hồi sáng nay á là mình đã gọi là ăn hiếp mèo Simi. Mình đã chọc mèo Simi để cho mèo Simi khóc. Cái gì vậy ông nội? Trời ơi, ông không cần Simi Yanare, tôi quảnh ông bà giờ sao ông dám bắt nạt em tôi hả? Trời ơi, bà không biết gì hết trơn á. Để có thể triệu hồi được gọi là Simi Yanare, chúng ta cần phải bắt nạt mèo Simi, hiểu không? Thì lúc đó Simi khóc thì Simi Yanare sẽ xuất hiện để bảo vệ cho Simi. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới có thể thực hiện được thử thách của fan. Bà không biết gì hết trơn á. Mà bây giờ như thế này nè. Đây, để tôi cho bà xem. Ở đây tôi có chuẩn bị một cái camera. Thì cái camera này chúng ta sẽ xem thử coi Simi Yanare đã tới chưa ta. Để mình check camera thử nha. Để tôi xem coi. Ủa? Tôi xem rồi. Ôi, đây. Tôi thấy rồi, nè. Simi ra đây kìa. À, thấy rồi nha. Ơi, hình như bà đang kiếm đường đi đến nhà mình hay sao á Sam ơi. Bà đang đi tới kìa. Ông kiếm ông đánh cho chứ sao nữa. Rồi xong luôn rồi. Rồi tới trước nhà mình đây nè, tôi thấy rồi nè, đó. Ôi, tôi thấy rồi. Đứng trước hàng cây xương rồng rồi nè. Ấy, ê Simi ra đây ơi. Ấy tên Phong Cận TV kia, người đâu rồi? Người xuất hiện ở đây cho ta. Trời ơi. Hello Simi Yanare nha. Tôi là cái camera đằng sau lưng bạn nè bạn ơi. Tôi sau lưng nè bạn ơi. Hả? Người trong này hả? Đúng rồi. À, cái tên Phong Cận xấu xa kia, tại sao lại bắt nạt Simi của ta nữa? Trời đất ơi là trời, tôi đáng ghét. Mình thích thì mình bắt nạt thôi. Bạn làm gì được mình? Bây giờ mình nói bạn nghe nè, trong nhà của mình đã được gắn rất là nhiều bẫy rồi. Bạn không thể nào mà vượt qua được đâu. Trời ơi, ghê vậy. Cái tên Phong Cận này dám thách thức gọi là Simi Yanare nhà ta ư? Được rồi, ta sẽ cho người biết thế nào là sự phẫn nộ của Simi Yanare. Để tôi xíu. Đây, tôi ra tôi nói chuyện với bạn luôn nè bạn ơi. Đây. Phong ơi, đây Phong, Phong ơi, trời ơi, Simi Yanare ghê lắm. Thôi, có gì đâu vậy? Mà ghê, yên tâm đi. Trời, Simi Yanare thì cũng nướp y như là mèo Simi thôi. Quay, bạn ơi, tôi thấy cái đầu của bạn thôi, tôi không thấy bạn nói trơn á. Ê, bạn ơi, bạn, tôi nói bạn nghe nè. Ở đây tôi có chuẩn bị nguyên cái hàng cây xương rồng rồi. Tôi thách bạn vượt qua được á. Hàng cây xương rồng sao? Ngươi nghĩ cái trò con nít này mà ta sợ hả? Hãy xem tôi đang nghĩ. Bạn làm gì? Ủa, cái gì? Simi làm gì vậy? Ê, Simi Yanare vừa lấy một cái máy cưa ra sao ơi. Ủa, cái gì mà Simi Yanare mà biết dùng máy cưa luôn vậy? Ủa, dùng máy cưa làm gì vậy? Trời ơi. Hãy xem tôi đang nghĩ. Ôi trời. Cái gì ghê vậy? Rồi, xong rồi, chết tôi rồi Sam ơi. Ôi, Phong ơi, chạy. Ôi, trời ơi, Simi Yanare đã sử dụng chiếc máy cưa để cưa hết cây xương rồng đi qua đây rồi Sam ơi. Trời ơi, trời, gì nguy hiểm vậy? Phong ơi, bây giờ Simi Yanare dùng cái cưa mình đó Phong ơi, ghê quá, bây giờ sao đây? Người muốn Phong Cận TV. Tôi đâu muốn gì đâu. Ê, Simi ơi, Simi Yanare ơi, sau lưng bạn có gì kìa? Hả, sau lưng? Đằng trước mặt bạn có gì nè? Yeah.
Trời ơi bạn ơi, tôi nói bạn nghe nè, bạn còn nướp lắm, bạn không thể nào mà vượt qua được mấy cái bẫy của tôi đâu. Bây giờ nè, trước mặt của bạn chính là hơn 1000 cái đe. Tôi thách bạn có thể qua được đó. Trời ơi, cái đe nó nặng lắm không Phong ơi, chui không qua được luôn á. Đúng rồi, sao chui được. Tên Phong cợt này, ngươi nghĩ với mấy cái đe nhỏ nhắn xinh xắn này có thể chặt được ta sao? Chặn được chứ sao không? Ủa, cái gì? Ngươi có gì? Làm gì vậy? Ủa gì vậy? Ôi! Ủa gì vậy? Ê, đào được mà, trời trời. Ôi chết. Ơi Sam ơi, bây giờ bà sử dụng cái cúp đi để bà đào cái đe bà chui qua Sam ơi. Trời ơi, không nghiêng mà. Ui. Sam ơi, trở lại mạnh giỏi nha, tôi chạy đây. Ê, con cần sao không phải nè, tôi sợ quá. Yên tâm, yên tâm, yên tâm, yên tâm, chúng ta vẫn còn cái bẫy tiếp theo. Chịu thua chưa? Hả? Tôi không chịu thua, làm gì tôi, có giỏi mà đánh tôi đi. Tiếp. Ôi, ôi, mày quá. Sợ chưa, sợ chưa? Ha, 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 Simi Yanare đang bị những con creeper ăn thịt đó. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Sợ chưa, sợ chưa? Tôi nói cho bạn biết nha bạn, cái bẫy này của tôi là hơi bị hay luôn á. Bạn có sợ chưa, chịu thua đi. Không thể thắng được tôi đâu. Thua đi. Cái gì, chống lại ta sao? Hơi chứ. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Bảy gì vậy? Ủa cái gì? Ôi ơi, cái gì mà có mấy cái mũi tên nó bay ra vậy? Ủa cái gì ghê vậy? Trời, sức mạnh của Simia đây đó Phong. Trời ơi, có phép mà. Ủa rồi, rồi xong luôn. Ủa, hóa ra là cần tivi. Ơi ơi Sam ơi, Sam ơi Sam. Ủa, Simi Yandere là có phép thuật có thể triệu hồi ra mũi tên hả? Trời ơi, bà ơi, hô mi gọi gió gì cũng được hết trơn á, Phong ơi, không biết hả? Trời ơi, cái gì đâu mà triệu hồi ra mấy mũi tên bắn chết hết con Creeper tôi. Ơi, bà đang leo lên kìa, Sam ơi, chạy sao? Ôi, chạy, 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 trời ơi, fail hết trơn rồi. Yên tâm, không sao, chúng ta còn cách tiếp theo mà, yên tâm đi. Để, tôi đợi bà lên, tôi đợi bà leo lên đã. Thôi, bà leo lên kìa, bà leo lên kìa. Simi Yandere, tôi nói cho bạn biết nè. Tôi á đã xây những cái bẫy này, nhưng mà tôi không ngờ bạn lại quá thông minh có thể vượt qua được những cái bẫy của tôi. Nhưng bây giờ tôi sẽ cho bạn biết thế nào sức mạnh của Phong Cận TV. Rồi, leo giáp sao? Giáp vô Phong ơi. Ok, mà có áo giáp này nè. Siêu nhân xanh biến hình. Chiu chiu. Siêu nhân xanh biến hình. Hay cha, ngầu chưa? Ngầu chưa, ngầu chưa. Phong ơi, nhìn tôi có ngầu không? Nhìn tôi ngầu không? Quá trời ngầu luôn Sam ơi. Trời ơi, sao mặc bộ đồ này nhìn ngầu hơn tôi luôn. Nè, Simi đây nè. Tôi nói cho bạn biết nha. Bọn tôi đã biến thành siêu nhân rồi. Bây giờ bộ giáp của tôi rất là mạnh. Bạn chỉ có một người, còn bọn tôi có tận hai người. Làm sao bạn có thể đánh lại bọn tôi? Không, cha ta từng bảo 2-1 không chột cũng què, nghe đúng chưa? Đúng vậy. Hả? Đúng. Là một mình ta không thể đánh lại hai người được, nhưng chứ sao? Ta có thứ khác đánh với các người cơ. Thứ khác hả? Thứ khác là thứ gì? Đây. Cho ta xem coi. Một cái gì đây? Trời, trời ơi, nhìn nè, nhìn nè. Này thì zombie nè. Trời ơi, Sam ơi nhìn kìa. Đúng là cái đồ nướp. Tính ra là bây giờ là buổi sáng mà triệu hồi ra zombie, xong rồi zombie bị cháy hết trơn rồi. Dở ẹc, dở ẹc. Sao không? Sợ hai tụi mình rồi, nhưng hai tụi mình mạnh quá, rung tay, rung tay. Đúng đó. Rồi, đúng rồi. Bây giờ nè, triệu hồi ra bao nhiêu con, tôi quýnh bấy nhiêu con luôn. Đúng rồi. Sao? Đúng là những con người tuyệt vời. Đây mới là sức mạnh thật của những lũ zombie của ta. Ôi, làm gì quýnh nè. Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa quăng gì vậy? Ủa mấy zombie bị gì nè Sam ơi? Ôi cái gì vậy? Ôi zombie tấn công cái hai cái lũ này cho ta. Ôi trời ơi Sam ơi, tự nhiên con zombie đó nó bị chọi cái bình thuốc kia vô trong người nó, xong nào nó biến thành khổng lồ luôn Sam ơi. Ai biết ra cái gì vậy? Ui con này mạnh vậy. Trời ơi, nguy hiểm quá trời. Kiểu này là bọn mình không thể nào đánh lại Simi Yandere bạn. Đúng ơi, không rồi, ngờ đúng rồi. Không ngờ Simi Yandere có thể triệu hồi được cả những con zombie như thế này nữa. Thôi càng nguy hiểm quá đi. Bây giờ phải làm sao? Giờ làm sao đây? Giờ sao bà ơi, nghĩ cách đi bà ơi. Tôi đang suy nghĩ. Thôi, bây giờ trước tiên bọn mình cứ đánh nhau với bọn nó trước đi Sam. Trời ơi. Với lũ zombie của ta, các người có chắc không? Ây da, đau quá. Ây da. Mấy con này nó mạnh quá. Ây da, nó hất tung tôi lên trời rồi. Ây da. Trời ơi. Tôi chết queo rồi Sam ơi. Trời ơi, mệt quá trời quá đất luôn á. Ơi Sam ơi, tôi không ngờ rằng là Simi Yandere lại có thể mạnh đến như vậy luôn á Sam. Bây giờ mình phải làm gì đây? Tôi bảo với ông rồi mà, Simi Yandere mạnh lắm, không chịu nghe tôi. Giờ sao đây, tôi muốn về nhà cơ. Bây giờ các người có chịu thua ta chứ hả?
chịu thua. Ngươi nghĩ rằng là ta sẽ chịu thua ngươi sao hả mèo Simi Yandere? Ta nói cho ngươi biết nha, ta không sợ ngươi đâu. Chẳng qua là bởi vì ngươi có nhiều phép thuật hơn ta, cho nên ngươi mạnh hơn ta, ngươi đánh lại ta thôi. Nhưng mà trí thông minh của ngươi không bao giờ thông minh được bằng ta đâu. Hãy xem ta đây. Sao mày lại cánh lên, lấy cánh lên. Okay. Cái gì? Vũ khí tiếp theo của bọn ta chính là cánh tên lửa bay. Ngươi không bao giờ bắt được bọn ta đâu. Tạm biệt. Simi Yandere à, ta nói cho ngươi biết, ta biết rằng là ngươi đến đây chỉ để bắt hai bọn ta thôi đúng không? Cho nên bọn ta đã chuẩn bị cái cánh này để bay đi bất cứ lúc nào rồi. Bây giờ bọn ta sẽ lên mặt trăng, bọn ta sống. Ngươi không thể nào mà bắt bọn ta được đâu. Các ngươi các ngươi lại thân thường ta quá rồi đấy. Cười gì cười hoài vậy? Ngươi tính làm gì bọn ta? Hãy xem sức mạnh của ta đây. Hả, sức mạnh gì? Cái gì vậy? Trời, đối cánh. Ủa trời, ở Sam ơi, Simi Yandere biết mọc cánh luôn hả? Trời ơi, tôi không biết luôn á, cái này mới mới nha, vụ này mới nha, tôi biết. Ủa gì kì vậy? Ê, ê, bay lên kìa, bay lên kìa, bay lên kìa. Lại cho ta, Phong Cần. Ê, 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 xin lỗi, chạy đi sao, chạy đi sao. Trời ơi, giờ sao không chạy không, ngừng cháy rồi kìa. Trời ơi, tôi bị cháy rồi, tôi không ngờ là Simi Yandere lại có thể bay được luôn á, Sam ơi, kiểu này bọn mình không thoát được rồi. Đúng rồi, bay cho ta. Bây giờ tôi không biết làm sao nữa Sam ơi, giờ mình chỉ biết bay bay thế này thôi, nhưng mà thế nào cũng bị bắt à. À, xuống, quên mất, tôi còn cái này, xuống đây, chạy đây. Ui vô nhà nhà trốn. Ui, vô đây. Ui giờ sao, trời ơi, mình không ngờ rằng Simi Yandere lại mạnh đến như vậy luôn á, còn có thể mọc cánh bay lên trời được nữa. Rồi tôi tháo cái bộ giáp mới được. Sam, tháo cái bộ giáp ra nhanh lên. Ôi giờ okay. Sao, có cách nào không? Có cách chứ sao không. Ơi bà tháo cái tên lửa ra đi, trời ơi đéo tên lửa một tí nó bị phát hiện. Tháo ra. Đây, rồi. Tôi nói cho Sam nghe nè, tôi đã chuẩn bị phòng trường hợp này rồi. Bởi vì tôi sợ rằng là Simi Yandere cũng có thể bay được, cho nên tôi đã nghĩ ra được thêm một cách nữa. Thế cách này rất là hay luôn. Đây, theo tôi. Đây, ở trong cái rương này nè, tôi có chuẩn bị hai cái quả trứng. Đây nè, hai cái quả trứng đây nè. Ở trong đây có rất là nhiều NPC hình tôi với bà luôn, thấy không? Đó. Ui, xịn vậy. Ủa mà làm gì vậy? Mình để này có gì đâu. Thôi, Sam không biết gì hết trơn á. Simi Yandere, mục đích của Simi Yandere đến đây đó là để bắt chúng ta đi. Cho nên đó là tôi với bà chỉ cần trốn được là sẽ an toàn, hiểu không? Chính như vậy bây giờ nè, Sammy phụ tôi, bọn mình sẽ đặt thật là nhiều NPC trong nhà thôi. Simi Yandere ra trong nhà sẽ không biết người nào là thật, người nào là giả. Lúc đó chúng ta sẽ nhân cơ hội và bỏ trốn, hiểu không? Hợp lý phải không? Trời ơi trời. Ok. Đây, tôi sẽ đặt NPC Sammy nè, bà đặt NPC Phong Cận đi, nhanh lên. Ok, rồi, nhanh. Đây tôi đặt đây, lên. Tôi đặt đầy nhà luôn, đầy phòng luôn. Ok rồi. Đấy, Sammy. Còn Phong Cận luôn. Này, nhanh lên. Đặt nhiều vô. Đặt nhiều quá. Ok. Rồi. Làm khẽ thôi, cẩn thận Simi ra đây nghe. Thôi. Ok. Cũng khá là nhiều á. Bây giờ chúng ta nhớ là không thể nào mà thể hiện chúng ta là người thật nha. Chúng thôi, ta đứng im lặng đúng không? Im lặng. Ok, im lặng. Ok. Tôi bên cạnh đâu nha. Ok, rồi. 3 2 1 vô. Ok, từ từ. Hình như mẹ Simi Yandere đang đứng ở ngoài cửa kìa. Okay. Đúng rồi, tôi thấy rồi. Hả? Gì đây? Tại sao lại toàn Phong Cận với Sammy này? Đứng yên Phong. Ủa tôi đang đứng yên nè. Ôi, bọn tôi ở đâu? Bọn tôi ngu gì bọn tôi nói? Ui. Bà đừng kê bên tôi nữa Sam ơi. Sao? Ôi, đứng làm gì chứ? Các ngươi ở đâu hả? Trời ơi, cái kiếm đó mà chém là banh xác luôn á Phong ơi. Cây kiếm đó mà chém cho người tôi là tôi bị trẻ làm đôi như que củi luôn á Sam ơi. Ui. Chạy qua đây, bên đây. Đông cây lại. Ok, chạy. Ở đâu vậy? Chạy đi Sam, chạy đi Sam. Hình như bà không biết người nào là người thật rồi. Bà đang kiếm đó. Ok, chạy đi. Ê, phụ tôi. Đặt bà lóc đi qua bên kia, nhanh lên. Rồi, đây. Rồi, đi qua đây. Chạy, nhanh lên. Trời ơi, bạn ơi. Hôm nay mình đụng nhầm người rồi. Mình đụng nhầm Simi Yandere gọi là siêu mạnh nữa bạn ơi. Mình không thể nào chống lại được bả. Nhưng mà không sao, dù gì thì mình với Sammy vẫn có thể thoát được. Vậy là bọn mình vẫn có thể an toàn được các bạn à. May mắn ghê luôn á. Trời ơi. Sao lâu mà làm bẫy cho bà rồ tí phong suýt chết luôn á trời. Tôi đâu có ngờ rằng là Simi Yandere mạnh nó như vậy đâu. Thôi được rồi các bạn ơi, mình nghĩ rằng là bây giờ bọn mình cần phải đi trốn đây, sau đó kiếm mèo Simi để xin lỗi đây. Không thôi là Simi Yandere gọi là đánh bọn mình chết queo luôn á. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình
mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như bạn đã thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của mèo Simmy Sammy. À Simmy nhà đây đâu, đâu có kênh YouTube đâu. Hãy đăng ký họ cho mọi người nha anh em. Bây giờ mình phải trốn đây, chờ chạy lên thôi. Nhiều quá, chạy nguy hiểm quá. Hello team, hello team.